Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại với channel Coi Tin 7. Mình Coi Tin 7, xin chào tất cả mọi người. Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ cầm cái ạc DZ01ET này đi quẩy ngọc rồng sao đen nha, nó phê lòi nhá. Sau khi mình phù ở cái ngọc rồng 1 sao thì cuối cùng thì mình sẽ qua 3 sao và 4 sao để chiếm giữ lấy một khu nào đó, sẽ nổ đùng 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 cho nó phê nhá. Ok, chúng ta cùng nhau đến trận đấu siêu kinh điển của ngọc rồng sao đen. Ạc DZ01ET này anh em quá quen thuộc rồi đấy. Và anh em nên nhớ là khi mình phù á thì kể cả phù X7 nó chỉ tính sư phụ thôi nhá, còn đệ tử nó không tính. Ok, thì bây giờ mình sẽ huýt sáo lên, nó sẽ là 80 triệu đấy anh em xem. 40 triệu mình phù quá tê lòi còn gì nữa. Quá phê lòi. Đấy, nó bị lỗi HP chút ít thôi. Đấy, tháo một cái radar ra mang vô lại cái nào. Ok, 40 triệu 4 HP, quá tê. Rồi chúng ta sẽ hợp thể lại và đi quẩy nào. Rồi 9 giây nữa sẽ win rồi, thấy chưa? Một mình em ôm ngọc rồng win như thường. PT ủng hộ rất nhiệt tình. Ken xoái ca đồ. Đấy, Ken Gen Bro tự nhận mình là Ken xoái ca. Đúng là 3D có khác, cạn lời. Ok anh em. Rồi chúng ta cùng nhau đi quẩy nào. 3 sao, 3 sao. 3 sao thôi anh em ơi, let's go. Ơ, đúng rồi, đưa ta xuống đây nào. Rồi xong, để xem thằng nào chịu nổi cú nổ 40 triệu của bố mày. Để xem thằng nào chịu nổi 40 triệu. Và rất nhiều thanh niên VIP thì nó phù thì đúng rất là chi là kinh nhá. Ok, đây 3 sao khu mấy đây? 3 sao khu 2. 3S khu 2. 3S khu 2, nhanh lên. Nhanh lên, đúng rồi. Tuấn Kè, à Tuấn Kè vui đây. Xem cho nó cú nổ 40 triệu, thế nào gọi là cú nổ 40 triệu này. Mày ăn cú nổ 40 triệu này, ui dồi ôi. Vãi trưởng thật, oh my god. Oh my chuối, nó có khiêng. What the fuck, set up, no, oh my god. Tuấn Kè BG, anh ta đã chạy xuống góc rồi. Anh ta đâu rồi, oh my god, quá đen đủi. Hình như nó win rồi thì phải, đâu rồi nhỉ, thanh niên nào đang cầm ngọc đầu sao đen. Ô, oh, Kenzen Bro cầm ngọc rồng sao đen. Vai ca trường ông Kenzen cầm ngọc rồng sao đen. Trả đấy cho em. Ô, oh, ngọc rồng lượm nhanh. Hưng HT1, anh ta có phù không? Mày phù đi rồi chết với tao. Mày phù đi rồi chết với tao. 10 triệu ạ, 10 triệu 7 HP nhưng anh nổ cũng chết người như thường đấy, không đùa đâu. Ok, hiện tại bây giờ Tuấn Kè, PT của Tuấn Kè BG, anh ta đang cầm ngọc rồng. Ơ, ngọc rồng lại rớt. Người tốt. Ngọc rồng kia anh em. Ngọc rồng nó rớt vào trong cái thung lũng. Oh my god, ai lại lượm ngọc rồng nữa rồi. Em sẽ sắp có nổ rồi anh em ơi. Ô, Ken xoái ca cầm ngọc rồng rồi. Ken xoái ca, anh ta đang cầm ngọc rồng và anh ta núp vào trong cái con 3 sao. Sắp có một cú nổ tinh thần. Anh em cứ chuẩn bị tinh thần là sắp có một cú nổ từ DZ01ET nhá. Anh em cứ chuẩn bị tinh thần mà gãi ngứa đi anh em ạ. Đấy rồi, ok man. Rồi lượng đam lớn thế, thanh niên nào đam lớn thế nhỉ? Hùng HT anh ta chịu. Ừ, mình thêm đam vào cho Hùng HT là chết cha nó đi. Ok anh em. À, Ken Gen Bro anh ta cầm ngọc rồng rồi, 16 triệu 2 HP. Đừng phù. Anh Ken ơi đừng phù, Ken xoái ca ơi đừng có phù, đừng phù anh ơi. Đừng phù, nhả ra cho bọn nó phù nổ mới phê được. Đừng phù ấy, Ken xoái ca 15 triệu, đợi khi nào mà hết khiêng à. Sẽ cho ông ấy biết cú nổ tinh thần là thế nào. Không biết ông ấy có chết được không? Ken xoái ca 35 triệu HP chưa phù nhá anh em. Xây ra 35 triệu HP chưa phù là bình thường thôi, ok anh em. Hồi nãy mà mình biến khỉ là mình huyệt sáo thì cũng tầm 160 triệu. Ở đâu? Hơn chứ, tầm 200 triệu tại do biến khỉ nữa mà. Tầm 200 triệu HP đấy. Ok, Ken xoái ca đâu rồi nhỉ? Oh my god, Ken Gen Bro anh ta đã nấp vào một cái góc. Oh my god, bị trói lại rồi. Đúng cái PT lầy nhất Vịnh Bắc Bộ là đây. Đi theo ông Ken, đợi rớt ngọc rồng lượm. Rớt ngọc rồng đi mà. Rớt đi rồi, thả ngọc rồng ra, dụ ông ấy nhả ngọc rồng ra. Dụ ông ấy nhả ngọc rồng ra, vui lắm anh em ạ. Cái này rất là vui nhá. Đợi bọn PT của Tuấn Ken nó phù chừng 5 lần là nó trừ à. Đấy, đợi cho nó phù thoải mái luôn. Oh my god, Ken Gen Bro anh ta khiêng liên tục luôn, không ngừng, nội tại khiêng 55%. Đúng ạc VIP có khác, công nhận kinh thật. Bật khiêng liên tục luôn. Quá kinh điển. Ok, đứng im rồi đây, đợi ông ấy nhả ngọc rồng là sẽ ngọc rồng sẽ vô tay người tốt một lần nữa. Biến khỉ lên mới được anh em ạ. Biến khỉ lên chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Bật khiêng lên chuẩn bị tinh thần chiến đấu luôn.
Rồi ôi, mấy thanh niên này bem yếu thế. Kèm nhân vào đồ anh ta còn 28 triệu HP. Một cú nổ được tạo ra từ iPhone. Ngọc Rồng có rớt không? À, cùng BT. Tiếp tục Ken Jet Bro, anh ta lại quẩy nữa rồi. Đúng là câu chuyện hài hước không phù. Cả đám dí theo cả hài vãi đái ra. Đúng là cạn lời, không có gì hài hơn nữa. Đứng im một chỗ đi. Thanh niên Ken Jet Bro, anh ta nội tại 55 trăm khiêng, đúng là bá đạo thật. Đúng là nội tại 55 trăm khiêng là quá bá đạo. Anh đây, lại đây, nhà Ngọc Rồng ra, nhà Ngọc Rồng ra cho em. Đấy, nhà Ngọc Rồng ra cho em, nhanh lên nào. Come on anh Ken ơi. Nhường Ngọc Rồng cho em. Nhà Ngọc Rồng ra cho em nào. Mình phải gồng lên cho người ta thấy sức mạnh Lăng Masia 35 triệu HP của mình rồi đã. Ok, đứng im nè. Rồi qua đây. Oh my god, một cú nổ được tạo ra từ một thanh niên xây ra trắng máu luôn. À không phải trắng máu mà là mình bị lác máu. Ok, qua đây. Qua đây. Qua đây, nhà Ngọc Rồng ra cho em. Nhà Ngọc Rồng ra, phải dụ anh Ken nhà Ngọc Rồng ra đã. Rồi mình mới chiến được. Đấy, ok anh em. Hay là mình qua mình tặng nó một cú nổ đi đã. Đấy, tặng chỗ này một cú nổ đi. iPhone qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây ông Ken đâu rồi nhỉ? Oh my god, có vệ tinh này kìa. PT nào đã cắm vệ tinh rồi, một cú vệ tinh được cắm ra. Một thanh niên bem trinh lùn DT chết luôn. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái nào mà huyệt sáo lên nổ thì bá đạo. Úi dồi ôi. Ôi khiêng kìa, khiêng bật cả đống kìa. Thanh niên nào không khiêng thì xác định nhá. Không khiêng thì xác định, tất cả đều có khiêng luôn. Quá trưởng thật, có thanh niên nào không có khiêng nhỉ? Một cú hóa đá được tạo ra. Quá kinh điển đi. Ken Jet Bro, anh ta đã ở đâu rồi? Anh ta đã ở đâu đó trong đây. DZ No 1 ST, đứng im. Đứng im nào. Come on, let's go baby. Let's go baby. Quá phê, 21 triệu HP nha anh em. 21 triệu HP có hít sáo đấy. Còn nếu mình ăn bổ huyết thì được 10 triệu 7 thôi. Nói chung à, chơi cũng rất chi là phê. Đệ Namex. Nói chung là cũng rất là ổn, khá là ổn. Mình nghĩ khá là ổn đấy. Ok anh em. Khá là ngon lành, cành đào. Ok anh em. Rồi, Kenly, oh my god, Kenly anh ta tới 37 triệu HP à? Oh my god, ai đã là người cầm Ngọc Rồng đấy mình cũng không rõ nữa. À, PT, Kenly anh ta đã cầm Ngọc Rồng rồi. Mình sẽ về lấy nổ và sẽ cho anh ta biết thế nào gọi là sức mạnh của Lăng Masia từ những cú nổ. Quá kinh điển luôn. Rồi, vô nè, đấy, đi lấy, oh my god. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Một câu chuyện xảy ra mà mình không hề nghĩ đến, đó chính là cái ạc mình không có vàng để thách đấu thôi. Bán đại cái quần thần đi, 62 triệu ngon lành. Ok, tiếp tục qua vách núi Kakarot, đi đến bên đại hồ võ thuật và mình cùng chuẩn bị chiến đấu với lại cái lũ kia. Nói chung là nó còn, nó mới phù còn rất là lâu, bây giờ mình còn rất nhiều thời gian để chiến đấu. Anh em cứ yên tâm, hy vọng là những trận đấu sẽ mang đến cho anh em những cú nổ, sẽ mang đến cho anh em những trận đấu tuyệt vời nhất. Ok, cáp chun vô win bằng được, cáp chun vô win bằng được đi anh em ơi. Cáp chun vô để win nào, mình cũng không có ngọc để phù luôn nhá. Anh em thấy cái mức độ nghèo của mình rồi đấy, không có một ngọc, không có đủ 10 ngọc để phù đấy. 10 ngọc mới phù được, mình chỉ có tới 9 ngọc thôi. Ok anh em, được rồi, được rồi. Thanh niên nào xác định đi, thanh niên nào đang cầm ngọc rồng thì hãy xác định trước là chuẩn bị ăn những cú nổ đi. À, đang có khiêng hả? Hết khiêng bùm nha, hết khiêng TS, hết khiêng TS nha, hết khiêng là nổ đó. Phải dự báo trước thời tiết. Thanh niên này có 18 triệu. Tao nổ một phát thì bay nóc nhà luôn. Hứa luôn đấy anh em ạ. Mình sẽ nổ một phát ra thằng này nó lên bảng luôn. Chuẩn bị TS nè. Đó, kêu PT chuẩn bị TS. TS là nổ nha anh em. TS là tự phát nổ. Ok anh em. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi, không rớt ngọc rồng mới lạ. Không rớt. Không rớt ngọc rồng mới lạ. Lượm. Lượm ai lại lượm ngọc rồng rồi. Thanh niên nào đã lượm ngọc rồng rồi đây. À, skill mát anh ta đã lượm ngọc rồng rồi. Oh my god, anh em thấy PT mình chưa? Thanh niên Tuấn Ke với lại PT của Tuấn Ke với lại PT của thanh niên S2 Kid à? Thanh niên gì đây? Thanh niên này là S2 Ken Kid. Úi dồi ôi, 35 triệu HP nổ ngay cái đùng chết chắc luôn. Đúng PT, kinh quá, quá phê, quá phê. Như vậy cướp Ngọc Rồng nói phê anh em ạ. Nhưng mà PT mình chỉ ăn 1 sao 2 sao thôi. Nhưng mà PT mình cũng có khu rồi nên là chả bao giờ tranh khu của ai. Lâu lâu vô thấy người ta còn đang cướp thì mình cũng giang dở thì mình cũng vô phụ một tay thôi. Phụ người ta một tay, à win cho nó nhanh. Ủa, skill mát anh ta phủ tới 44 triệu. Úi dồi ôi, thanh niên xây ra đam kinh phết nhỉ. Thôi được rồi, xem thử coi còn khu nào không quá phá chơi. Oh my god, chỉ còn khu 2 nữa thôi. Mà khu 2 e rằng khó nuốt lắm. Ô, nổ kìa. Bật khiêng lên. Nhanh lẹ tay chứ. Nhanh lẹ tay chứ, skill mát. Như vậy là mình đã PT, mình đã thắng 2 sao rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua 3 sao thử coi. Anh em thấy những cú nổ tuyệt vời chưa? Cái clip này phải gọi là những clip là những cú nổ tuyệt vời nhất Vịnh Bắc Bộ anh em.
Đấy, qua 4 sao, 4 sao thì rất còn những thanh niên. Oh my god. Oh my god. À, 4 sao khu 1 à? Khu 1 đông phết nhỉ. Chà chà, khu 1 đông nhưng mà chẳng còn ai nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua trạm tàu vũ trụ, qua lại 3 sao chơi đi, về chỗ cũ hành tinh này. Đấy, qua xem trận đấu coi thử có ai nổ chết được thanh niên skill mát không. Để anh em xem thằng rồng Star này nhá. Mình nổ quái á, mình thì mình nổ quái nó chỉ tính là 50% HP thôi, nhưng mà mình nổ người nó tính 100% HP. À, đánh Tuấn Ke kìa, đâu xem Tuấn Ke nào. Tuấn Ke có gì đặc biệt đâu. Ui dồi ôi, Tuấn Ke chỉ có 4 triệu HP à. Nổ cho nó cái này, Tuấn Ke này, đi lên bảng này, Tuấn Ke này, cho lên xì ke luôn, má túy luôn. Tuấn Ke VG anh ta đã lên bảng trước một cú nổ của DZ No 1 ST. Quá phê lời, đúng là xây ra cứng mập rồng phê thật. Trời ơi, skill mát nó tới 71 triệu mà sao mà tụi này ăn được nó mà. Đấy, hiện tại thì nói chung là không có nhiều đoạn hấp dẫn đánh nhau, nhưng mà bình luận nó cũng rất là nhiệt tình, rất chi là phê, anh em cũng thấy rồi đấy. Cướp quá phê, một cú nổ được tạo ra. Oh my god. Hên quá, không chết. Ui dồi ôi, thanh niên S2 Kenki anh ta vừa tung ra một cú nổ quá mạnh luôn. Mình sẽ tiếp tục về lấy nổ và đắp thêm một phần nào đó sức mạnh vào cho VT của mình. Như vậy là người ta gọi là chung đồng chung đội đó, quá tuyệt vời luôn. Người ta gọi là góp thêm phần sức mạnh nha anh em. Ok, nói chung là cướp ngọc rồng này nó thêm cho mình rất nhiều khả năng trang bị, ví dụ như là phần trăm sức đánh hay là phần trăm HP đấy, hay là như ngọc rồng 7 sao thì anh em có thể nhận được 2 sao, 2 ngọc trên 1 giờ đấy, hoặc là ngọc rồng 6 sao thì anh em có thể nhận được 200k vàng đấy. Thế anh em cố gắng mà tập trung lại một PT mà cướp đấy, rất chi là sướng. Nhưng mà PT mình tính full hết rồi nhưng là không tuyển anh em được. Với lại cũng không phải là PT của mình, PT của Ken Soái Ca. Đấy, tự nhận mình là Ken Soái Ca anh em ạ. Không hiểu một thanh niên trên server 2 này tự nhận mình là Ken Soái Ca. À trời ơi, toàn cờ xanh thế này. Rồi. Đến giờ của em rồi các chế ạ. Ta đã thật chỗ này mà không, tụi này mà không chết hết thì em hơi bị quê đấy. Tụi dưới này mà không chết hết, thằng nào không bật khiêng thì xác định một đám chết hết luôn. S2 Kenki lên bảng này, đẹp trai 4K2 lên bảng này, Tuấn Peke 3G anh ta cũng lên bảng này, xây ra 235G anh ta cũng lên bảng này. Ờ, Tuấn Ke kia, lại Đam Tuấn Ke, từ từ ra về lấy nổ tiếp, tiếp tục chơi tụi này. Mấy như là win rồi anh em ạ. Quá tê, anh em thấy đấy, xây ra nổ nó rất chi là phê lòi. Tính ra Đam thì phải nói là mình thích chơi Nam Hách hơn, nhưng mà về những cú nổ như thế này thì phải nói rằng xây ra quá tuyệt vời. Rất nhiều thanh niên chơi xây ra, nếu như mà mình tổng kết rồi, cứ trung bình là 5 mạc xây ra thì có một đặc trái đất, và 5 mạc xây ra thì có một đặc Nam Hách. Đó, mình cứ tổng kết như vậy đi. Đấy, nó rất chi là đơn giản đó, nên là xây ra cực kỳ nhiều luôn, bá đạo thôi rồi. Nó đang có 6 sao như thế này nữa, vừa như thế này thôi, không cần nhiều, không cần cực kỳ. Ví dụ như giá biên tập 7 sao rồi, anh em đừng có bao giờ mơ ước, khó khăn lắm anh em ạ. Mình nói thật luôn, khó khăn lắm, đừng bao giờ mơ ước những cái chuyện đó. Giá biên tập 7 sao này nọ, giá biên tập 3 sao cũng được, giá biên tập 3 sao nó cũng vậy thôi. Ok anh em, nói chung là trang bị, một là anh em phải sắm được một cái giá biên tập ngon, 3 sao là ít nhất, mình nói tối thiểu là 3 sao là ít nhất. Và một cái cải, hai cái cải trang nếu tính cả đệ tử nữa nhá. Một cái giá luyện tập ít nhất là 3 sao, một cái cải trang ít nhất là có phần trăm HP trên 20%, và một cái quần thần linh ít nhất là trên 70k. Ok, còn lại mấy món kia 15%, ok được. Mình nói là được là được. Ok anh em. Đấy, xem PT nào còn dám tranh giành với PT mình nữa không. Tụi nó đi hết luôn rồi. Đúng là tụi nó đi hết sạch rồi, còn mỗi PT mình ở đây. Đúng là PT Tuấn Ke 3G đã lội bộ, quốc bộ ra đi. Và cuối cùng thì chỉ còn là PT mình trú ngụ tại đây thôi. Để mình xem ơi, thử coi. Oh my. Khu 5 nè. Khu 5 còn PT nào đây? Oh my god, khu 5 vẫn còn đang chiến đấu anh em ạ. Hiện tại thì bên 3 sao khu 5 vẫn còn đang chiến đấu. Mình sẽ qua đây mình trôn nó. À, đợi hết khiêng đã. Mấy thanh niên này cứ đợi hết khiêng đi, rồi chết với anh. À, thanh niên Lã Long 1ST anh ta phù rồi. Oh my god, thanh niên nào nổ thế kia. Ôi dồi ôi, thằng Lã Long nó phù thì thánh nào mà đỡ được. Ôi, Tuấn Ke 3G qua đây, bắt đầu qua đây rồi. Ừ, qua đây cho những cú nổ này, qua đây thì cho ăn nổ này. Nổ ở trên không á là tụi nó không có biết, là xuống dưới là thấy chỉ thấy những xác chết với lại vàng thôi. Oh my god, chết được 2-3 thằng à. Phê lời. Thôi được rồi, clip này chắc có lẽ mình dừng lại tại đây thôi. Ui dồi, vẫn đánh nhau chí chóe cái nhân DZ vào đồ, anh ta nhảy như cái máy điện vậy. Phê thật. Ok, nói chung thì hôm nay PT, à từ từ đã. Muốn win, muốn kết thúc clip thì phải ra nhận đậu cho anh em biết là mình win 3 sao cái đã. Rồi đây, qua xem 3 sao này. Đây rồi, nhận thưởng cái đã. Đấy, 3 sao. Úi dồi ôi, 10 đậu cấp 8, quá tê. Có đậu cấp 8 này anh em ơi. Phê bơm đậu cái đã. Quá tê lời.
Chà 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 chà, hôm sau mà cứ cầm mạc này đi phù nhân 7 xong kiếm cái chỗ nào nổ cho nó phê anh em. Ok, còn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi clip của Có Thứ 97 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng mọi người sẽ càng ngày càng ủng hộ hơn nữa. Và đặc biệt là nhớ ấn đăng ký ủng hộ cho Có nha. Ok, bye anh em.